học. Đây chúng ta sẽ học qua cái phần tổ hợp. Và hôm nay chúng ta sẽ học về tổ hợp của cô sinh nghiệp duyên. Tổ hợp của sinh nghiệp duyên bài thứ 15. Vào tuần trước chúng tôi có nói sơ qua về trường hợp nghiệp duyên ở trong duyên hệ, gọi là cầm một cái chai giá. Chữ cầm má ở trong ví dụ pháp dùng với ý nghĩa đặc biệt, không giống như chữ cầm má xài trong tạng kinh và tạng luật. Tất nhiên nó khác ý nghĩa là cái sử dụng của từ đó, nhưng mà cái gốc chi pháp của chữ cầm mát thì dầu cho kinh tạng hay luật tạng hay vị pháp tạng thì cũng vẫn là chetana, tức là tư tâm sở, tức là sự cố, sự cố ý. Vì cái câu mà Đức Phật dạy chetana hăng phích quê công măng quả đạo biết này chưa kỳ theo, ta nói chetana tức là nghiệp cầm mát. À, dạ, dạ đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư. Dạ sư có nghe được âm thanh của con kính dâng mến đến sư ạ. Dạ, cảm ơn Quý Quách Thanh Á. Dạ, nhiều khi ngày không có tưởng là không có nhìn lên màn hình. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ con kính dâng mến đến ngài. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói chưa? Dạ cảm ơn quý vị. Vì khi mà đề cập đến cầm má hay là nghiệp thì Đức Phật ngài
nói lên cái chi pháp là Chetana. Ở đây tức là Chetana Cheteska, tư tâm sở. Do đó ở tạng vi diệu pháp, tư tâm sở hiện trong tất cả tâm là một cái hành quấn, mà nó chủ trương đôn đốc các pháp đồng sanh. Hoạt động đối với đúng cảnh, và tất nhiên là Chetana hiện ở trong một sát na tâm, trong đó nó bao gồm cả thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì như vậy Chetana này nó thuộc một trong những hành quẩn của sát na tâm đó. Cho nên khi mà Chetana tư tâm sở đó, nó làm cái chức năng là đầy đốc các pháp đồng sanh, bốn nhân quả đồng sanh. Thì trường hợp này Chetana phải đồng sanh với bốn nhân quả đồng sanh với nó. Vì vậy cho nên nếu mà gọi cái từ chuyên môn thì gọi là câu sinh nghiệp sa cha tát cầm ma. Vì Chetana nó đồng sanh với các pháp diên quẩn tương ưng trong một sát na, nên gọi là câu sanh, câu sinh nghiệp. Và chi pháp vì rộng cho nên ở đây chúng ta nói đến câu yêu tri của câu sanh nghiệp duyên cũng nhiều, tới 7 câu yêu tri. Và cái duyên mà tố hợp với câu sanh nghiệp duyên thì trong cái giống câu sanh 15 duyên mà chỉ lấy có 9 duyên thôi. Thì tương tự chúng ta sẽ nói đến, quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Dạ xin cảm ơn quý vị. Vì rằng tâm sở tư trong sắc na tâm nó trợ cho 121 tâm cùng 51 sở hữu, 51 tâm sở đồng sanh với nó. Rồi tư tâm sở ở trong sắc na tâm đó nó còn trợ cho 17 sắc tâm. Nếu tư tâm sở mà thuộc về quả tế tục thì nó trợ cho 20 sắc nghiệp tế tục nữa. Nếu mà chúng ta lấy chi pháp rộng rãi như thế này thì câu sinh nghiệp duyên theo tâm đề thiện có 7 câu yếu tri, là thiện trợ cho thiện, hay chúng ta nói cách khác là tư thiện trợ cho pháp thiện đồng sanh, tư thiện trợ cho pháp vô kiến đồng sanh, tư thiện, trợ pháp thiện và pháp vô kiến đồng sanh, tư bất thiện trợ cho pháp bất thiện, tư bất thiện trợ cho pháp vô kiến, tư bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô kiến.
và từ vô ký trở cho pháp vô ký. Chúng ta nói rõ như vậy đó. Chúng ta có bảy khổ hữu trì. Còn về duyên tố hợp với câu sanh nghiệp thì vì tư tâm sở là năng, nó trợ cho sở là những cái pháp phải là động sanh. Do vậy chúng ta chỉ hạn chế những duyên nào ở trong cái giống câu sanh sa chà ta chà tí thôi. Nhưng mà trong các cái duyên giống khâu sanh, có những duyên mà không dính dắt gì đến tư tâm sở. Thí dụ như là thiền năng duyên, đồ đạo duyên, nó không có dính dắt. Hoặc là khâu sanh quyền duyên, nó cũng không có dính dấp đến tâm sở. Thế là chúng ta chỉ lấy có chính duyên. Chính duyên trong giống câu sanh tấu hợp với câu sanh nghiệp duyên là câu sanh duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, câu sanh y duyên. Danh vật thực duyên, tương duyên, hữu tương duyên, câu sanh bất tương duyên, dị thuộc ba duyên. Chúng ta lấy được cái đó. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái duyên tổ hợp theo chi pháp. Chúng ta tắm mỏng ra để chúng ta có thể hiểu được. Trong cái câu sanh nghiệp duyên, câu hữu trì thứ nhất là thiện trợ thiện, thì khi nãy chúng tôi có nói là tư thiện trợ cho 37 tâm thiện cùng với 37 trong cùng một sát na thiện, thì trường hợp này gọi là câu sanh nghiệp duyên. Tư thiện đó vì là đồng sanh với 37 thân thiện cùng 37 sự hợp trong một sát na, cho nên trường hợp này cũng gọi là câu sanh duyên, cũng gọi là câu sanh y duyên, cũng gọi là câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Và khi mà tư tâm thiện nó hiệp trợ cho 37 thân thiện cùng 37 sinh hợp bốn danh quẩn này, hãy nó trợ cho người ta, nó trợ cho các pháp thiện thì các pháp thiện ngược lại cũng trợ được cho nó, cho nên cái này gọi là hữu tương duyên. Vì năng sở thiện, thiện năng thiện trợ cho sở thiện cũng đều là danh pháp trong một sát na, cho nên gọi là tương ưng duyên. Nhưng mà riêng về tư thiện ở trong 37 tâm thiện đó, sở tư nó còn đóng cái vai trò là tư niệm thực ở trong bốn cái danh vật thực. Danh vật thực duyên là chỉ cho xúc thực, tư niệm thực, thức thực, thì
lấy tư niệm thực đó để làm cái duyên tố hợp với câu sinh nghiệp. Vì chi pháp nó trùng với nhau ở chỗ là sở hữu tư. Như vậy là câu sanh nghiệp duyên thiện trợ thiện nó có bảy duyên khác tấu hợp với nó như chúng tôi vừa kể. Hồi nãy chúng ta kể có 9 mà bây giờ chúng ta nói 7 là chúng ta bỏ ra câu sanh bất tương duyên và dị thuộc quá duyên. Vì cái này nó khác, nó khác đặc tính. Câu số 2, câu sanh nghiệp duyên thiện trợ vô ký. Vô ký ở đây là pháp vô ký đồng sanh với đồng sanh, mà phải do tư thiện nó trợ tạo. Đó là ám chỉ cho 17 sắc tâm đồng sanh với tâm thiện. Và khi nói đến chi pháp và tư thiện trợ cho 17 sắc tâm đồng sanh thì trường hợp này chúng ta rút ngắn lại chỉ có 6 duyên tổng hợp, là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, câu sanh bất tương duyên và danh vật thực duyên. Vì rằng câu số 2 này đó là tư thiện trợ cho sắc tâm, trường hợp này chỉ là đồng sanh bất tương ưng thôi, nhưng mà không phải là hữu tương, không phải là tương ưng, bởi vì không phải là danh trợ danh, mà đây là danh trợ sắc. Mỗi một chút như vậy chúng ta phải hiểu, phải hiểu cái lý như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu bài, nhớ bài được. Cả sáu duyên này đều có chi pháp tấu hợp với câu sanh nghiệp duyên thiện trợ vô ký, giống nhau ở chỗ tư thiện trợ cho 17 sắc tâm đồng sanh với tâm thiện. Còn trường hợp thứ ba, câu số 3 là câu sanh nghiệp duyên thiện trợ thiện được vô ký. Chi pháp ở đây, chi pháp gốc là tư thiện trợ cho 37 tâm thiện cùng 37 sắc hợp và 17 sắc tâm đồng sanh. Vì sở duyên ở đây lấy danh và sắc cho nên trường hợp này chỉ có 5 duyên tố hợp thôi. Rút ngắn lại là 5 duyên tố hợp với câu sanh nghiệp duyên thiện trợ thiện ở chi pháp tư thiện trợ 37 tâm thiện cùng 37 sân hợp và 17 sắc tâm. Thì 5 duyên đó là câu sanh duyên, câu sanh ly duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên và danh vật thực duyên. Đó là chúng ta xong ba câu yếu tri mà thuộc về pháp thiện năm duyên. Tiếp đến là chúng ta nói đến ba câu yếu tri thuộc về bất thiện năng duyên.
câu sanh nghiệp duyên bất thiện trợ cho bất thiện, chi pháp là từ bất thiện trợ cho 12 tâm bất thiện cùng 26 sở hợp trong cùng sắc nam bất thiện. Trường hợp này có 7 duyên tổng hợp. Và 7 duyên này nó tổng hợp với sinh nghiệp duyên đồng chi pháp, là câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất duyên. Vì tư bất thiện trợ cho 12 tâm bất thiện, nó là danh trợ danh cho nên nó là hữu tư duyên. Danh trợ danh là bởi vậy cho nên nó cũng là tương duyên. Mà tư bất thiện trợ cho pháp bất thiện đó, thì tư bất thiện nó là tư niệm thực, do đó nó là danh vật thực duyên. Này cũng dễ thôi thưa quý vị, nó không phải là khó lắm, mặc dù nói ra thì nó khô khan, nghĩa là không khó trình bày bằng cái ngôn từ, bằng cái danh từ tục đế được, không có giải thích như trong kinh Tạng mà chúng ta học ở trong cái lớp Phật pháp, bài kinh Phúng Tụng Chi Pháp. Cho nên quý vị nghe quý vị hơi khó một chút xíu, nhưng mà mưa, chúng ta nghĩ là mưa dần thấm đất, dần dần rồi chúng ta cũng sẽ hiểu được. Tiếp đến câu ý tri thứ năm, câu sanh nghiệp duyên bất thiện trợ vô ký, thì trường hợp này là danh trợ sắc. Danh ở đây tức là tư bất thiện, trợ sắc ở đây là 17 sắc tâm đồng sanh trong sắc đa bất thiện. Thì với cái chi pháp này có 6 duyên tổng hợp là câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất lợi duyên, danh vật thực duyên và câu sinh bất tương duyên. Thì cả 6 duyên tổng hợp này nó tổng hợp với câu sinh nghiệp duyên. Cái trường hợp bất thiện trợ vô ký thì giống y chi pháp như là chi pháp gốc, và tư bất thiện trợ 17 sắc tâm đồng sanh tâm bất thiện. Rồi chúng ta lại nói đến cái chi pháp, nói đến cái câu ý trì số 6 là câu sanh nghiệp duyên bất thiện trợ pháp bất thiện vô ký. Ở trường hợp này cũng giống như câu số 3 nãy, tức là danh trợ danh và sắc, nhưng mà danh ở đây tức là tư bất thiện trợ danh và sắc, nó trợ cho 12 tâm bất thiện, 26 sở hợp và 17 sở tâm, nó gồm chung lại sở duyên, nó gồm chung lại hai pháp, pháp bất thiện và pháp vô ký. Vì nó gồm chung lại chi pháp sở duyên như thế, cho nên trường hợp này có 5 duyên tổng hợp thôi, là câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện thủ duyên, câu sinh bất ly duyên, danh vật thực duyên. Trường hợp thứ 7 nhé, là nó câu yếu tri thứ 7 của câu sanh nghiệp duyên vô ký trợ vô ký. Cái trường hợp này thì nó nhiều á, từ vô ký quả và từ vô ký tố, nó trợ cho 52 tâm quả, 20 tâm tố cùng 37 sở hợp đồng sanh.
với 17 sắc tâm, với 20 sắc nghiệp tiếp tục. Bởi vì pháp vô vi ở đây nó có vô vi danh và vô vi sắc, cho nên có sắc tâm và sắc nghiệp tiếp tục nữa. Vì chi pháp rộng như thế này đó, nên trong trường hợp này có chính duyên có hợp. Thì một là câu sanh duyên, hai là câu sanh y duyên, ba là câu sanh hiện hữu duyên, bốn là câu sanh bất ly duyên, và năm là danh vật thực duyên. Năm duyên này nó tấu hợp với câu sanh nghiệp duyên đồng chi pháp. Là từ vô ký trở 72 tâm vô ký cùng 37 sanh hợp, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục. Nhưng mà duyên thứ sáu thì tương duyên ở đây đó, thì cái chi pháp nó khác một chút. Đúng ra tương duyên là bốn duyên vững trợ bốn duyên vững, nó tổng quát. Còn ở đây tương duyên trong trường hợp vô ký, từ vô ký trợ cho từ vô ký quả, và vô ký tố trợ cho tâm quả tâm tố cùng 37 sự hợp. Nó gọi tương duyên. Bảy là hỗ tương duyên. Hỗ tương duyên nó cũng tấu hợp được với câu sanh nghiệp duyên, nhưng mà tấu hợp bởi chi pháp là tư vô ký trợ 72 tâm vô ký cùng 37 sở đồng sanh. Nếu là vô tư vô ký quả tiếp tục ngũ quẩn thì trợ cho sắc y vật tiếp tục bằng cách là hỗ tương duyên nữa. Bởi vì giờ khi mà tiếp tục, khi mà tục sinh thì danh vô ký tục sinh, tâm vô ký tục sinh, cái tâm tục sinh đó nó hữu tương trở qua trở lại với sắc y vật. Cho nên cái trường hợp này mới gọi hữu tương duyên. Và thứ tám là câu sanh bất duyên. Nếu mà lấy cái duyên câu sanh bất tương duyên mà tấu hợp với câu sanh nghiệp duyên vô ký trợ cho vô ký, thì cái trường hợp này vô ký danh trợ cho vô ký sắc. Ở đây nó chỉ tấu hợp ở cái khía cạnh là tư vô ký làm năng duyên trợ cho 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tiếp tục là sắc vô ký. Chính vì thuộc quả duyên, đối với cái duyên câu sanh này thì có nghĩa là năng sở đều là giống quả cả. Cho nên vì tục quả duyên có chi pháp tấu hợp với câu sanh nghiệp duyên vô ký trợ vô ký, tức là chỉ cho vô tư vô ký quả trợ cho 52 tâm quả cùng 37 sự hợp đồng sanh với sự tư, 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tiếp tục. Đó là trường, đó là chúng ta đã xong về cái bài học số 15 nói về tấu hợp của câu sanh nghiệp duyên. Vì là câu sanh nghiệp cho nên đây rộng rãi, cái chi pháp 121 tâm, 51 tâm sở đồng sanh với sở tư cùng sắc tâm và sắc nghiệp tiếp tục. Cho nên mới chỉ có 7 phổ yếu tri như vậy.
Bây giờ chắc có lẽ là chúng ta cũng còn đủ cái thời gian để chúng ta nói luôn hai cái loại duyên ở trong nghiệp duyên đó, là vị thời nghiệp duyên na nắc ca đê cát cầm mát phải chị giác, là chúng ta sẽ học tốt hợp sắc a ghét với vị thời nghiệp duyên đó. Trong tuần rồi chúng tôi có nói đến cái trường hợp bài kinh tiểu nghiệp phân biệt ở trong trung mục kinh, khi mà Đức Phật ngài giải thích cho Suphatodaya Bà La Môn Suphatodaya nghe, chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt do nơi cái hạnh nghiệp mà chúng sanh nó đã tạo tốt hay xấu. Người sắc sanh thì bị yếu tử, còn người mà không sắc sanh thì được trường thọ. Người đánh đập chúng sanh thì sau bị cái quả bệnh tật, còn người mà có cái lòng thương tưởng không có đánh đập đã thương chúng sanh thì người đó ít có bệnh tật. Người có cái tâm sân hận thì sau đó bị cái quả đã xấu sắc, còn người có cái tâm mát mẻ thiện cảm với người khác thì sau cái quả được xinh đẹp. Người bố thí thì sau được giàu có, còn người bỗng sẻn thì sau đó họ bị nghèo đói. Người có tâm cung kính thì sau được cao sang, còn người có cái tâm kiêu mạn thì sau sinh ra ở trên cấp hèn kém. Người có cái tâm tùy hỷ thì vui theo hạnh phúc chúng sinh khác, đời sau sinh ra được quyền thế. Còn nếu như mà có cái tâm ganh tị ghen ghét, người có tâm ganh tị ghen ghét để sự thành lợi của chúng sinh khác, đời sau sinh ra bị cô thế, không có quyền hành gì hết. Người có tâm ưa thích học hỏi thiện pháp, Phật pháp thì đời sau sanh ra có trí tuệ, còn người không có chịu học hỏi những thiện pháp, những đạo đức từ đời bậc trí thì đời sau sanh ra người đã bị ngu dốt. Thì tất cả mười bốn trường hợp mà Đức Phật đã trình bày như vậy đó, thì chúng ta gọi trường hợp đó, nếu nói theo việc đó, là dị thời nghiệp duyên, tức là nghiệp tạo khác thời gian nó sẽ cho quả khác thời gian. Thì nói theo chi pháp gốc ở đây, dị thời nghiệp duyên là tư thiện và tư bất thiện, nó trợ cho 52 tâm quả cùng với 38 sân hợp tâm quả cùng với 20 sắc nghiệp tế tục. Ở đây chúng ta cũng chú ý một điều là nếu mà tư thiện, tư bất thiện mà nó trợ cho sắc tâm đó thì nó là câu sinh nghiệp duyên thôi. Còn nếu mà tư thiện, tư bất thiện mà nó trợ bằng cách gì từ nghiệp duyên thì nó chỉ trợ cho sắc nghiệp tiếp tục, trợ cho sắc nghiệp tiếp tục thôi. Nhưng mà cách trợ cho tâm quả và trợ cho sắc nghiệp tiếp tục ở đây, tư thiện, tư bất thiện ở một thời điểm khác, còn 52 tâm quả, 38 sơ hợp ở thời điểm sau, 20 sắc nghiệp tế tục cũng ở thời điểm sau. Một người đời trước họ có
cái hành động quấy, hành động xấu, sau này họ có cái sắc nghiệp như sanh làm con chó, cái hình dạng của con chó, hình dạng con mèo, hình dạng con heo, con trâu, con bò, con vật, thì cái đó là sắc nghiệp tái tục, là do nơi cái quả nghiệp tạo. Thì bây giờ cái duyên đó chúng ta đã nói rồi, bây giờ vị thần nghiệp duyên nó chỉ có hai con yêu tri là thiện trợ vô ký, tức là nghiệp thiện nó cho quả tốt. Thứ hai là cầu yêu tri bất thiện trợ vô ký, tức là nghiệp bất thiện nó trợ cho quả xấu. Vậy đó, chỉ có hai câu thôi. Thì nếu mà nói đến trường hợp vị thần nghiệp duyên chi pháp như vậy thì mình chỉ có ba duyên tổ hợp với vị thần nghiệp duyên, là thường cận y duyên, thuộc giống thường cận, và vô hữu duyên liên hữu duyên, thuộc giống vô gián. Nếu đó theo chi pháp thì vị thời nghiệp câu số 1, vị thời nghiệp duyên thiện trợ vô ký, là tư thiện đã diệt trợ cho 25 tâm quả thiện như thế, cùng 35 sở hợp với các tâm quả trợ cho 20 tâm quả siêu thế, cùng 36 sở hợp với tâm quả. Trợ cho 20 sắc nghiệp thế tục nữa. Thì trường hợp này có ba duyên tổ hợp là thường cận y duyên, ly vô hữu duyên, ly khứ duyên. Cả ba duyên này có chi pháp tổ hợp với vị thần nghiệp duyên thiện trợ vô ký thì giống nhau. Nhưng mà vì rằng là thường cận y duyên, vô hữu ly khứ, thì nó chỉ lấy cái chi pháp là tư thiện trợ sanh 45 tâm quả thiện cùng 38 sở hợp, danh trợ danh thôi. Câu số 2, vị thời nghiệp duyên bất thiện trợ vô ký, thì lấy tư bất thiện đã diệt, tức nghiệp bất thiện đã tạo ra, nó trợ cho 7 tâm quả bất thiện cùng 10 sở hữu sở hợp trường cần hỷ dục. Cùng với hai trợ cho 20 sắc nghiệp thế tục. Trường hợp này cũng có ba duyên tổ hợp là thường ẩn y duyên, vô hữu duyên, liên hữu duyên. Nhưng mà ba những duyên tổ hợp trong trường hợp này đó, là chúng ta lấy chi pháp chúng ta nhớ loại ra trường hợp sắc nghiệp. Bởi vì thường cận y là danh trợ danh, sắc trợ danh, vân vân. Còn vô hữu ly khứ chỉ là danh trợ danh thôi. Đó là chúng ta nói xong về cái bài số 10, số 16. Còn một bài nữa, nó cũng nằm ở trong nghiệp duyên đó, nhưng mà ngắn lắm, cho nên bài số 17 là vô gián nghiệp duyên. Chúng ta học được rồi, gần Tết rồi, chúng ta học cho nó xong, trong mình nghỉ Tết luôn. Duyên gốc ở đây vô gián nghiệp thì nó có một điểm đặc biệt như thế này. Mặc dù cũng là tư thiện trợ cho
danh danh quả thiện, danh quả. Nhưng mà ở cái trường hợp trước đó, khi mà nói đến vị thời nghiệp đó, thì tư thiện trợ cho tâm quả thiện đó, thì nó có thể là gián đoạn một thời gian dài. Kiếp này mình tạo thiện, đời sau mới trổ quả, hay là dầu cho hiện báo nghiệp thì cũng vài bữa đó mới trổ quả, và sáng chiều của trổ quả. Nhưng mà cái trường hợp vô gián nghiệp, tức là tư thiện siêu thế, là sở tư ở trong tâm đạo, nó trợ cho một trong 20 tâm quả siêu thế cùng 36 hợp, là sát na tâm quả siêu thế sanh nối tiếp tâm đạo, sanh nối tiếp một cách khích khao vậy, sát na trước sát na sau, cho nên gọi là vô gián nghiệp duyên. Thì ở đây chỉ có một câu ý tri là thiện trợ vô biên thôi. Cái sát na trước là tâm đạo, tức là thiện trợ cho tâm quả, tức là pháp vô ký, nó sanh tiếp. Cái trường hợp này đó, nó có năm duyên tố hợp, là vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận ly duyên, vô ly hữu, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Năm duyên này nó đều có chi pháp là tư thiện, nó thấu hợp với vô gián nghiệp ở chỗ tư thiện siêu thế trợ cho sát na tâm quả siêu thế sanh tiếp nối. Nên có gì như vậy thì hôm nay chúng ta đã học xong về ba cái duyên mà ở trong chánh tạng chỉ gọi chung là nghiệp duyên cầm ấp bách chi giá thôi, nhưng mà được phân ra theo cái chi pháp thì chú giải sắp đặt có câu sanh nghiệp duyên, nhị thời nghiệp duyên và vô gián nghiệp duyên là như vậy. Tuần sau chúng ta sẽ học bài số 18 là tấu hợp nhị thuộc quả duyên. Vì sao chúng ta sẽ học số 18 là vì thuộc quả duyên? Quý Nhật Bình chú ý dùm nè. Và bây giờ thì chúng ta đã hết giờ rồi, nên chúng tôi xin chấm dứt ở đây và xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Hoàng Hỷ chúc phước vô báo cho rừng. Nam mô Bụt Thầy. Xin thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa có mặt trước máy không? Dạ, xin thỉnh Thượng Tọa. Phạm quả tu sắp bâm băng lăng rạc khăn tu sắp bê đê quả ta sắp bà bụt đa nụ phá quê nê sà đà sò thị phá quanh trú tê. Phạm quả tu sắp bâm băng lăng rạc khăn tu sắp bê đê quả ta sắp bình hâm mà nụ phá quê nê sà đà sò thị phá quanh trú tê. Phạm quả tu sắp bâm băng lăng rạc khăn tu sắp bê đê quả ta sắp bà sẵn khá nụ phá quê nê sà đà sò thị phá quanh trú tê. Tất hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của